Đà Lạt không chỉ nổi tiếng là thơ mộng đâu, Đà Lạt còn được biết đến là vùng đất của rất nhiều món ăn ngon, một nền ẩm thực vô cùng phong phú. Và nếu bạn đang lên kế hoạch đến Đà Lạt, chưa biết là nên ăn món gì, ăn ở đâu thì hãy cùng Blog Travel Việt tổng hợp các quán ăn vừa ngon vừa rẻ ở Đà Lạt để có được trải nghiệm tuyệt vời khi đi du lịch Đà Lạt các bạn nhé! Một, quán lẩu bò quán gỗ. Địa chỉ: số 1/29 Hoàng Diệu, phường 6, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa: từ 10 giờ cho đến 22 giờ. Mức giá từ 150.000 đồng cho đến 400.000 đồng. Quán ăn đầu tiên không thể không nhắc tới trong danh sách các quán ăn ngon ở Đà Lạt là quán lẩu bò quán gỗ. Nếu tới Đà Lạt và là một tín đồ của lẩu bò, thì đây chính là địa chỉ số 1 để các bạn ghé tới để thưởng thức món ăn hấp dẫn này. Lẩu bò quán gỗ thu hút du khách bởi một hương vị lẩu bò đặc trưng, chuẩn vị, với thịt bò tươi, mềm, ăn cùng với các loại rau như là cải thảo, rau má, cải ngọt, thêm một vài miếng đậu hũ nóng ngậy. Và một điểm đặc biệt để làm nên vị ngon của món lẩu này chính là nước dùng ngọt thanh từ thịt và xương. Giá cả ở quán ăn Đà Lạt này thì rất là phải chăng, thái độ phục vụ thì nhiệt tình, khiến cho quán lúc nào cũng đông khách. Hai, quán lẩu đuôi bò và ốc nhồi thịt quán 33. Địa chỉ: số 157 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa: từ 11 giờ cho đến 21 giờ 30. Mức giá: từ 50.000 đồng cho đến 200.000 đồng. Đây cũng là một trong những quán ăn ngon ở Đà Lạt, nổi tiếng với món ốc nhồi thịt rất là chứ danh. Thịt được tẩm ướp gia vị thì vừa đủ, nhồi vào những con ốc bươu rồi hấp cùng với sả, ăn cùng với nước chấm và rau sống sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên và muốn quay lại thưởng thức mỗi lần tới với Đà Lạt. Quán ăn Đà Lạt này thì có không gian bên trong khá rộng, thoáng mát và sạch sẽ. Phục vụ ở quán 33 Đà Lạt thì cũng được đánh giá là rất là nhiệt tình, chu đáo. Và nếu quán vắng thì nhân viên sẽ nướng tại bàn cho khách ăn luôn. 3. Quán bánh ướt lòng gà trang. Địa chỉ: số 15 Tăng Bạt Hổ, phường 1, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa: từ 11 giờ cho đến 20 giờ. Mức giá: 35.000 đồng cho đến 110.000 đồng. Bánh ướt lòng gà là món ăn không còn xa lạ khi nhắc tới Đà Lạt. Ở Đà Lạt cũng có khá nhiều quán bánh ướt lòng gà nổi tiếng. Tuy nhiên, quán được đánh giá cao trong top những quán ăn ngon tại Đà Lạt không thể bỏ qua chính là quán bánh ướt lòng gà Trang nằm ở trên đường Tăng Bạt Hổ. Bánh ướt ở quán thì mềm, thịt gà dai, thơm và được review là nhiều hơn ở những chỗ khác. Lòng và thịt gà dùng với bánh ướt thì cũng được quán chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, thường chọn gà nuôi ở trong vườn để có thịt chắc và không dai. Bởi vì nằm ở vị trí trung tâm cho nên giá thì cũng nhỉnh hơn đôi chút so với những quán ăn ở Đà Lạt còn lại. 4. Quán nem nướng Bà Hùng. Địa chỉ: giờ mở cửa: 9:30 cho đến 21 giờ. Mức giá: 30.000 đồng cho đến 60.000 đồng. Quán ăn tiếp theo nằm trong danh sách các quán ăn ngon ở Đà Lạt là quán nem nướng Bà Hùng. Nem nướng Bà Hùng thì có rất nhiều chi nhánh ở Đà Lạt, tuy nhiên được yêu thích và đông người đến thưởng thức nhất chính là quán có địa chỉ ở số đường Phan Đình Phùng. Nem nướng ở đây thì được làm cầu kỳ, xen lẫn cả nạc lẫn mỡ để miếng thịt vừa thơm lại không bị khô. Và điểm đặc biệt nhất của quán nem nướng Bà Hùng này chính là món nước chấm thần thánh mà những quán ăn khác không thể có được hương vị như vậy. Quán thì có không gian rộng rãi, sạch sẽ, tuy nhiên vì lượng khách khá đông cho nên bạn sẽ có thể phải chờ vì phục vụ không kịp. 5. Quán bánh mì xíu mại Hoàng Diệu. Địa chỉ: số 35 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt. Giờ mở cửa: 6 giờ cho đến 10 giờ. Mức giá: 2.000 đồng cho đến 15.000 đồng. Nếu lựa chọn món ăn sáng ở Đà Lạt thì bánh mì xíu mại Hoàng Diệu chính là địa chỉ mà các bạn không thể bỏ qua.
Chỉ với 15.000 đồng thì các bạn có ngay bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng với xíu mại, da heo, chả và bánh mì đi kèm. Nước chấm thì ngọt thanh, được nêm nếm khá là vừa ăn, cũng là một điểm cộng cho quán ăn này. Thưởng thức một chén xíu mại nóng hổi cùng với bánh mì thơm giòn và uống kèm với một ly sữa đậu nóng hổi là bạn đã có một bữa sáng cực kỳ chất lượng rồi đó. Không gian của quán ăn Đà Lạt này tuy không được rộng rãi, tuy nhiên cách sắp xếp bàn ghế, chỗ ngồi thì rất là gọn gàng, thích hợp. Các bạn vẫn thoải mái khi được thưởng thức bữa ăn tại đây. Nhân viên phục vụ ở quán thì khá là nhanh, cho nên mặc dù đông khách thì bạn cũng không cần phải chờ món lâu đâu nhé. Sáu, con bánh tráng nướng Dì Đinh. Địa chỉ: số 26 đường Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Giờ mở cửa: 13:30 cho đến 20:30. Mức giá: 15.000 đồng cho đến 25.000 đồng. Với những ai là tín đồ của ăn vặt thì không thể bỏ qua con bánh tráng nướng nổi tiếng ở Đà Lạt này, chính là bánh tráng nướng Dì Đinh. Bánh tráng sẽ được nướng liên tục trên 4 lò nướng, đảm bảo mỗi thực khách khi đến đây đều được thưởng thức một chiếc bánh vừa ra lò nóng hổi và giòn rụm. Và quán còn rất chiều lòng khách hàng khi thêm bớt nguyên liệu tùy vào từng khẩu vị của mỗi người. Trên đây, Blog Travel Việt đã giúp các bạn tổng hợp các quán ăn vừa ngon vừa rẻ ở Đà Lạt nổi tiếng mà các bạn không thể bỏ lỡ. Các bạn hãy theo dõi Blog Travel Việt để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày các bạn nhé. Đến đây, video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.